Trời ơi, thấy gớm. Nè nè, xuống ra đi. Xuống ghế ngồi đi. Không, chắc là phải làm vậy để người ta biết là hai người yêu nhau. Xuống ghế ngồi đi. Thấy ghê quá. Có gì được kêu ghế ngồi chưa? Vô ghế ngồi, ngồi đi, ghế ngồi. Rồi, xin mời, xin phát cùng với bạn. Theo mọi người nghĩ thì như thế nào là ăn tốt cho tim? Phải giảm ăn mặn. Giảm ăn mặn để khỏi bị cao huyết áp. Đúng rồi. Không ăn nhiều dầu mỡ, phải ăn nhiều rau. Đúng rồi. Dạ. Quang Đăng cũng đồng ý kiến với Thái Trinh là phải ăn nhiều rau xanh. Chứ dám thôi không đồng. Bệnh tim là một cái bệnh mà gọi là nhiều người chết nhất trên thế giới. Kinh khủng khiếp không? Và ăn tốt cho tim là mình cẩn thận. Bởi vì không, mà nó thật ra luôn á, ăn uống mà nó không đúng thì cũng không tốt cho tất cả mọi thứ. Chứ không phải là tim không. Còn không tốt nhất cho tim là tình cảm. Dạ. Người ta nói là đau, đau tim quá vì em đã bỏ đi rồi. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn nào ai thấu đâu. Đó, đúng rồi, mình buồn vì tim mình đau. Cho nên Quang Đăng đã bao giờ bị đau tim kiểu đó chưa? Dạ cũng một vài lần. Một vài lần? Nhỏ nhỏ. Vậy hả? Dạ, em cũng tin là anh Giang cũng bị đau nhiều lần rồi. Anh mới có thể là chỉ bảo rất là nhiều điều như vậy. Đáp anh giỏi một thế. Rất là nhiều kinh nghiệm. Mày đưa ra né để cái mùi nó bay nó chịu không nổi. Không sao anh Trường Giang. Kể từ mùa trước em đã quen với cái màn hành hạ này rồi. Thích nhất là ăn cho cái bụng nha, nó béo. Cảm giác là sao nó quen quá chị. Rất là nhiều lần luôn á. Thật là ác nhân. Cá mềm, em ăn được chưa? Mời, mời, cá mềm. Thôi, nói anh không thích ăn cá mà. Không, cá chiên thì ăn ngon mà. Ê, mà cái này á là rõ ràng là người ta chiên rất là hợp lý nè. Áp chảo. Vừa áp chảo vừa anh, vàng tới. Anh ơi, cái này còn dư 2 miếng cho không? Dư 2 miếng cho không? Không nhận. Không, chị không nhận, em nhận. Trời ơi. Em nhận luôn, em nhận luôn. Cặp đôi mặt dày. Để qua đây chịu hết nổi rồi, nó cứ văng vô mũi hoài. Anh xích qua đây là chỉ vì anh không chịu nổi mùi cá thôi. Ê, thiệt luôn á. Ừ, rồi. Gia đình rụt rạch. Và phải chấp nhận chứ em ơi. Con cá nó hấp dẫn hơn em chứ. Chứ sao em? Con đường ngắn nhất khi đến tình yêu là bao tử. Ừ. Ủa? Có nghe câu đó không bé Trinh? Em yêu thực dụng vậy đó hả? Em thì yêu anh bằng cả trái tim. Dù là không được ăn cá mà em vẫn yêu anh. Giờ em không ăn này thì tim em cũng không vấn đề gì. Mà anh lại em buồn cái là tim đau liền. Vậy mình phải ráng ăn mấy thứ tốt cho tim nè. Không biết là yêu đương nó làm ảnh hưởng tình cảm không, chứ mà giờ tôi đang nói bụng mà bắt tôi nhìn miệng giờ tôi đau tim lắm á. Đúng rồi. Thiệt. Nhìn miệng nhau đi. Ừ, đúng là thôi. Công việc cuộc sống là yêu đương cái gì? Đang góc ngồi nhìn nhau. Vì tình yêu chúng ta hãy vượt qua tất cả. Em ăn lẩu cá chiên lần nào chưa? Chưa. Em để ý thấy đi ăn với những người như chị Phương Trinh Jolie á thì rất, rất là lợi. Bởi vì chị ăn một miếng chị nói cả bài, còn mình ăn lúc đó mình ăn hết trơn. Không, lẩu cá chiên này ngon. Hai người này rất thông minh. Đây, những phần của chị là hai anh chị này ăn hết rồi. Không phải, đối với chị á, thức ăn là phù du tại vì chị đang ăn kiêng mà. Ông Hoàng thấy chưa? Cái người mà thắng lại nói là thức ăn là phù du. Không sao em. Có cái phần thưởng ăn của mình này không có mặt. Không trân trọng nó. Thắng làm vua. Thua nhìn miệng. Ai kêu hai đứa lo yêu đương quá không chịu lo thì nghiên cứu sức khỏe. Hả? Chẳng lẽ em là cái người có tội nhất trong đây á? Dạ. Người ta sắp lấy chồng mà người ta phải lo, người ta đi tìm hiểu nấu đồ ăn đúng sao rồi, cho tốt sức khỏe cho dancer. Dạ. Cho không bị cho tốt cho tim. Dạ. Cho nhảy không bị đau chân, không đau khớp. Thôi đem đâm bóp cho ông Hoàng cho em ăn cái miếng cá. Thôi không được đâu. Lẩu này là mình ăn với bún hả anh? Ừ. Cảm ơn. Không, để em bóc miếng. Thôi rồi em lấy bên này. Cái này nhìn hạnh phúc quá ha. Tình như sâu, nhẹ như mây. Tình là tia nắng xuân chưa tràn. Cần bên...
hai gớm. Vì tình yêu chúng ta hay vượt qua tất cả. Em thì yêu anh mình cả xếp tim. Dù là không được ăn cá mà em vẫn yêu anh. Để coi được bao lâu. Để coi được bao lâu. Em đó là xin chào khán giả của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Mình là Hảo Đông. Hôm nay mình đến đây với tiêu chí im lặng và ăn. Ừ, tốt, im lặng thì không có ăn đâu. Im lặng không có ăn đâu. Tới em đúng không? Hả? Tới em nè. Ủa sao em nghe thơ dữ vậy? Thì em nghe thơ vậy đó. Tự nhiên có người yêu ta nghe thơ gì đâu. Ngày hôm nay sẽ anh trở lại rất là vui mừng. Hy vọng là cũng được thắng đậm như lần trước và được ăn thật là nhiều. Đây, một sự giới thiệu vô cùng nhạt nhòa. Em không ăn thì nhí. Nghe mùi là biết chua rồi. Anh nhìn thấy no quá ta. Tê tái rồi, tê tái, cay nồng. Đúng rồi. Chua. Vị ngọt, thanh ngọt của tép á. Quá tuyệt vời. Ăn lâu thế, hả? Sao ạ? Ăn lâu thế, hả? Sao ạ? Ăn lâu thế. Mình ăn là mình phải thưởng thức, chứ phải mình, không phải mình lùa. Ăn là phải thưởng thức, không có gì phải nhai bò cứ từ rồi. Còn ai cảm giác mà lâu thì đi về đi. Thôi mình ăn thôi nhỉ? Ừ. Trời ơi, em nhìn miếng bò em tưởng nó sẽ dài ngờ. Cắn vô một cái rất tan, mềm. Đồ đó ăn tả hay không ngon lành chứ. Đúng rồi, đồ mình tả nào cũng ngon hết nữa. Cảm ơn em ăn nha. Dạ vâng ạ. Em thấy món đó sao? Em thấy vị thịt bò rất là ngọt. Thơm. Anh nói là đã, có mùi bò đúng không? Cái đó tụi anh nói rồi. Nói chung là trời sinh một cặp. Nhạt nhòa couple. Nhìn khuôn mặt em mọi người có thể được hào quang phản chiếu. Không thấy. Đổi tên đi. Đổi tên là Thiên Đường Tra Tấn hay gì đi. Không nghe, không thấy chứ. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Chúng ta hãy nhìn đây, người phụ nữ thành đạt, biết cắt bò luôn. Trong khi đó đưa ông bác sĩ, ông cầm cái lên đó, ủa cắt cây nào? Ông cầm cây nào, ông còn không biết nữa. Trời, xin một cặp. Sao, cảm giác sao? Em thấy nó cũng bị như là giống như là nhân chứng. Trứng chỗ nào em nhìn đi, chỗ trứng chỗ nào chứ trứng đâu. Chỉ có rắc một chút xíu thôi, cái trứng trứng tôm thôi. Để có mà. Thôi em nói đi Thanh. Em ăn trúng cái cuốn mà được có thịt được có mà nó gom nữa, thì nó hòa quyện lại nó giống như là hải sản mà dậy muối trong miệng em. Hải sản dậy muối vậy em. Tao hay ha. Hay gì đâu. Em nói là cái vị nêm, cái vị cải, cái độ giòn của độ của mực, rồi độ sực của tôm, rồi cái ngon, cái vị mặn, hơi mặn của thịt hay là rau gì đó hòa quyện lại tất cả thành cái miếng rất là đầy đủ hương vị. Trời ơi, nó phải là như vậy. Rồi ăn có được ăn không? Không, anh chỉ tưởng tượng trong đầu thôi. Đó, vậy mà mình đã như đây là xá xíu với lại tiêu đen, người ta gọi là sốt xíu đen. Rồi bây giờ mình dùng món nào nữa anh? Đến cái món cải rổ nấu đông. Ở trong này nó có khoai. Ở ngoài miền Bắc á, các bạn biết. Miền Bắc là đông nhưng mà bây giờ là hải sản đông. Đúng rồi. Nên cho mặt kia rồi. Sao? Tình hình sao? Ở đây, em chưa ăn. Đây là em ăn. Chán thiệt chứ. Chán thiệt chứ, đáng để mà đồ ở đây thắng. Coi bác sĩ nói chuyện nè. Mới học 3 năm học lý thuyết rồi mà, cho nên chưa biết gì hết trơn. Sao bây giờ mình khám, mình thẩm định cái món ăn này làm sao nè? Em cảm giác nó có vị thì giống như là tan trong miệng, ăn mà nó tan, nó bát, nát miệng. Theo anh nghĩ á, lẽ ra mấy món này không cần dùng muối, nhưng mà riêng hai đứa là nên dùng muối nhiều vô. Đúng cái rồi. Đúng rồi, cũng nói chuyện nó mặn mà hơn. Nhạt nhòa quá. Nè, ăn nữa nè, để coi ăn lần này nói sao nè. Nè, vô. Mà thấy dễ thương mà anh này. Dễ thương chứ ai nói gì đâu. Sao em? Không rồi em ăn em lại cảm giác vị khác, tức là ăn về cái nhân khác. Nhân tai sao ấy? Nó giòn, giòn nó tan. Muối em, muối.
để coi được bao lâu.